Hello Duy Nghiêm. Xin chào. Chào 7.000 anh em. Và hôm nay chào 50.000 anh em. Không biết có 50.000 anh em mà theo dõi không. Nó đang có 12.000 anh em rồi. Hello em. Duy thường thường buồn quá hôm qua tắt máy chứ kinh. Qua tắt máy gọi không thấy đâu, chán thật. Lạng Sơn đó anh em ơi, anh em nào thích Lạng Sơn thì bắt xe khách lên Lạng Sơn nha. Hello Trung nha. Hello toàn Trung. Nếu mà lên văn phòng thì mai mới lên anh Thành nha. Rồi. Nhưng mà nếu mà thôi. Nay em về tí nữa lên Bắc Giang, sau là có anh em nào Bắc Giang, cà phê nào, thành phố Bắc Giang nào. Kinh thường. Tối anh về à? Ok anh Thành. Tối em về nhà. Chiều em về ăn cỗ. Tối em về nhà. Kinh hôm qua thường có việc đột biến với kinh chứ. Có việc đột biến hay là việc đột xuất? Có việc đột biến là khiếp hết đấy. Tắc đường quá. Đi cái gì vậy? Làm gì đây? Facebook nào? What? Yeah. Hello bạn Tuyển. Hôm nào xuống Nam Định nha bạn Tuyển nha. Đang có lịch về Nam Định chơi nha. Mấy hôm nữa tôi về Nam Định. Nha, mấy hôm nữa về Nam Định nha. Sao ít người xem thế nhỉ? Không biết thẻ gì đâu. Buffet nướng lẩu Nhật. Sao có 12 người xem? Lâu không like nhưng bây giờ không ai xem nữa, buồn thật. Mở nhạc đi. Mở nhạc à, ok. Nào anh chị em dẫn, úi em đừng đẩy này, đẩy cái cần số gạt ra. Anh để này mà. Anh em chia sẻ livestream nào, anh em vào tương tác chia sẻ một chút nào, anh em nói chuyện tí nào, lâu lắm không lên Facebook livestream chia sẻ nói chuyện cùng anh chị em rồi. Sừng mai hoang em chào sếp. Sếp gì? Anh em thôi, sếp gì? Có làm sếp ngày nào đâu mà sếp. Thank you nha Hiền. Thank you. Thank you cả nhà. Cả nhà ơi chia sẻ giúp thầy, cả nhà ơi chia sẻ giúp thầy nào. Dạo này anh chị em trên Facebook chúng ta khỏe hay là rất khỏe nào? Mẹ vãi cái thằng xe tải nó phi. Kinh thật. Nào gương bị vỡ. Anh chị em trên Facebook mình khỏe không? Lâu lắm không lên livestream của anh em rồi. Lâu quá dạo này bận rộn
cưới xin về khi về Việt Nam cái là bận rộn trả thời gian, trả thời gian toàn thời gian đưa vợ con đi chơi này, đi du lịch này, đi về nội về ngoại các thứ này, hôm nay lại đưa vợ con về nội. Sao cái này nó rung đấy. Cho nên là dạo này là tạm thời nghỉ livestream, hôm nay mới quay trở lại. Hôm nay mới quay trở lại và tin chắc là sẽ lợi hại hơn xưa. Giờ anh chị em chia sẻ giúp nào sao tương tác tí nào, anh em nào có đội nhóm nào, có cộng đồng nào đông anh chia sẻ em nào. Bắc Giang chuẩn bị gặp anh em Bắc Giang chuẩn bị gặp nhau nhá. Hẹn anh em Bắc Giang trưa nay nào. Bác Giang nha. Xe tải này ông phi kinh thật đấy, ông đuổi hết bên này sang bên kia. Xe đã to rồi, còn đánh võng trên cầu. Cho đi trước. Anh em Bác Giang lâu giao lưu nha. Anh em nào thích nghe về vận tải dây đó, anh em comment và chia sẻ lên trang nào. Chia sẻ trên trang và chia sẻ lên tăng tên bạn bè của mình vào nào. Dạo này anh em đã ủng hộ vận tải dây đến đâu rồi? Bao nhiêu anh em ủng hộ và hỗ trợ được vận tải dây phát triển mạnh nào? Comment nào. Trung về Thái Nguyên lâu thế, chả đi xuống Hà Nội chơi bao giờ. Chắc là về vợ con lại giữ nhà rồi. Vận tải dây chúng ta đang có cái kế hoạch phát triển ở tại UAE rất là kinh khủng cả nhà nha. Không biết anh chị em biết những thông tin tuyệt vời này chưa? Những cái thông tin tuyệt vời từ bên UAE, từ bên Ả Rập, đúng không ạ? Là những cái thông tin mà thực tế về cái lộ trình phát triển của chúng ta tại bên đó. Và vừa rồi thì chúng ta đã thấy được những cái kế hoạch, những cái thành tựu từ việc là chúng ta chuẩn bị cho lên con tàu vận tải hàng hóa và vận tải hành khách với nhiều chỗ ngồi đấy, với con tàu nhiều chỗ ngồi thì chuẩn bị được lắp ghép lên cái đường ray thử nghiệm là 2,4 km, và trong tương lai thì cái đường ray đấy có thể là sẽ là sử dụng để thương mại luôn đó. Cho nên là đây là những cái thông tin tuyệt vời mà chúng ta đang cập nhật được. Và hơn nữa là bên Ả Rập hiện nay đang công bố những cái dự án rất lớn. Tuy nhiên là công ty vẫn chưa chính thức công bố ra cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được những cái động thái rất lớn từ chính phủ. Ví dụ như là bên Bộ Giao thông Vận tải Dubai, đúng không ạ? Người ta đã công bố những cái kế hoạch rất là khủng khiếp. Hướng đến Dubai từ 2023 cho đến 2030 là sẽ hướng đến sử dụng những cái hệ thống giao thông tự lái hay giao thông tự động. Đó, giao thông tự động là chiếm khoảng 25%. Đây là những cái mà Dubai họ đang thúc đẩy cái quá trình phát triển, và họ đã nhắm đến cái đó là cái công nghệ vận tải dây Whisky. Và chính vì cái lẽ đó mà vừa rồi chính phủ Dubai nó đã trực tiếp thôi gọi là bộ giao thông đi, đó, cơ quan giao thông đường bộ Dubai, bộ giao thông vận tải RTA của Dubai ấy, họ đã trực tiếp làm đem cái sản phẩm của Whisky đi triển lãm tại vận tải quốc tế, tại triển lãm Innochan. Và đây nó đang nói lên cho chúng ta nhìn thấy được một cái sự thật rằng thằng Dubai nó đang hướng đến vấn đề xây dựng công nghệ này rất nhiều. Và cái mục đích của nó đem cái công nghệ để đi triển lãm đó, cái mục đích của thằng Dubai ấy, nó đem cái sản phẩm của mình đi triển lãm á, là nó muốn nói lên rằng là họ sẽ xây dựng công nghệ này, và họ mong muốn là cộng đồng thị trường quốc tế sẽ đầu tư vào công nghệ này tại đất nước của họ. Đó, tức là họ sẽ có cái hướng là triển khai gọi vốn quốc tế về đầu tư cho họ để họ xây dựng cái sản phẩm này tại đất nước họ. Và cái điều này thì đồng nghĩa với việc là trong thời gian tới
Odyssey Trinh Technology sẽ có rất nhiều công việc được triển khai tại Ả Rập Xê Út, tại Dubai, tại Sharjah cũng như là tại thủ đô UAE. Đó, đây là những cái thông tin tuyệt vời mà Công nghĩ rằng rất nhiều anh chị em sẽ mong muốn được nghe những thông tin này. Và đặc biệt đặc biệt là nếu như thực tế, nếu như đúng như những cái gì mà hiện nay chúng ta đang thăm dò thông tin thôi nha, chứ không Công không nói là cụ thể cái dự án, đó là thăm dò thông tin thôi. Rất nhiều thông tin là có thể ở cái trong cái thành phố thông minh của thằng Ả Rập Saudi á, đó, Ả Rập Thống Nhất á, trong cái thành phố thông minh, thành phố The Line Neom đó, thành phố Neom, thì trong đó thì sẽ có tích hợp cả cái hệ thống giao thông vận tải dây ở trong đó luôn, đó bạn. Ở trong cái thành phố đó thì sẽ có tích hợp, tức là nó sẽ có những cái hệ thống giao thông ngầm và có cả hệ thống giao thông nổi, là giao thông trên cấp 2, đó là vận tải dây trên cao. Và đây là một trong những cái mà thằng Ả Rập Saudi nó đang hướng đến vấn đề phát triển. Bởi vì là trước khi mà cái dự án Neom The Line được triển khai thì cách đây khoảng gần 1 năm đó, thì trực tiếp là thái tử của Ả Rập Saudi đó, thái tử Ả Rập Saudi, người ta đã trực tiếp đi sang cái trung tâm chứng nhận công nghệ cao và đã làm việc với ngài Odisky rồi. Cho nên là cái kế hoạch phát triển của vận tải dây ở trong cái thành phố thông minh The Line đó là hoàn toàn có khả năng cao, rất là cao. Và chính vì vậy thì nếu như anh chị em nào mà nắm bắt được những thông tin tuyệt vời này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái quyết định mạnh mẽ cho mình trong thời gian tới để có cái góc độ ủng hộ cho công nghệ này tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Con chào mẹ nha, con đang đi về thăm mẹ đây. Con đang đi về thăm mẹ đây, mẹ ơi. Anh chị em chia sẻ là sao? Ít người vậy. Trời ơi, ít người quá, ít người quá. Thôi được rồi, để Công sẽ mời thêm một số anh chị em vào trong để chúng ta cùng xem nha. Cả nhà chờ Công một chút nha. Ok, Công sẽ tích mời để nhiều anh em có thể tiếp cận đến cái buổi livestream ngày hôm nay nhiều hơn, đúng không ạ? Và bao nhiêu anh chị em mong muốn là chúng ta sẽ nghe những thông tin tuyệt vời nhất nào sau chuyến đi bên công ty về, đúng không? Sau chuyến đi bên công ty về thì Công và rất nhiều anh chị em ở Việt Nam chúng ta đã có những cái kế hoạch để chúng ta hỗ trợ cho thị trường rất tuyệt vời rồi. Và riêng Việt Nam trong thời gian tới sẽ có những cái sự phát triển rất mạnh mẽ. Và chính vì vậy thì nếu như anh chị em nào nhá, anh chị em nào nhá mà chưa nắm bắt những thông tin thì chúng ta hãy khẩn trương để nắm bắt thông tin nha. Công cần đính chính lại một cái thông tin vừa rồi thấy nhiều anh em đăng nhưng mà chưa được chính xác cho lắm. Đó là cái tay vịn của cái xe Tesla đó. Nhiều anh em bảo là chúng ta tỷ phú Elon Musk, ông chủ của Tesla đặt hàng chúng ta, thực ra nó không phải như thế cả nhà nha. Không phải là Elon Musk đặt hàng chúng ta, mà cái tay vịn ở cái ghế đằng sau của cái xe Tesla Model X á, thì cái đấy cái ông xe này đi đánh võng luôn đây. Cái đấy nha, Công nói về cái tay vịn này, một số anh em vừa rồi đăng tin nó chưa đúng cho lắm mà cứ đăng lại gì là Elon Musk đặt hàng chúng ta, không phải như thế đâu nha. Tí nữa ông Elon Musk ông lại hiểu nhầm, đánh ông lại mắng cho chết dở, đúng không ạ? Cái tay vịn đó nó là như thế này, nó là thực ra ở cái đằng sau của con xe Tesla Model X thì nó sẽ không, nó nguyên bản nó chưa có cái tay vịn đấy. Và bình thường là hãng xe Tesla ấy sẽ bán cái tay vịn đó với giá là 7.500 đô la một cái tay vịn, đúng không ạ? Một cái tay vịn đằng sau đó. Nhưng mà cái chức năng của nó thì nó không có chức năng gì nhiều, nó không có cái chức năng gì và nó nhìn nó rất là thô, nó chỉ là cái tay vịn thông thường thôi. Nhưng mà Tesla nó bán hơn 7.500 đó, và chúng ta đã thấy được cái tiềm năng ở đó. Bởi vì cái mẫu Model X ấy
là cái hàng Tesla có mẫu Model X, là cái xe đấy là cái xe rất là phổ thông và rất là thông dụng, thì rất nhiều người sử dụng cái xe đấy đó. Và chính thế thì công ty của mình đã nhìn vào được một cái thị trường đó và đã sản xuất, thiết kế và sản xuất ra được một cái tay vịn như thế để cung cấp cho hãng xe Tesla đó, có thể cung cấp cho những người chủ sở hữu, những người dùng của Tesla đang sử dụng con xe đó thêm một cái tay vịn đằng sau, với cái giá nó chỉ có khoảng 1.460 đô la Mỹ thôi. Nó rất là rẻ. Tức là cái của mình sản xuất ra nó rẻ hơn gấp 6, gấp 7 lần cái, tại vì cái kia nó 7.500 mà. Đúng không? 7.500 thì cái của mình nó có 1.400 thôi, chưa đến 1.500. 1.460 đô. Đó, thế thì cái đấy thì vừa rồi cái tổ chức cái tổ chức câu lạc bộ chủ của các hãng của chủ của xe Tesla ở Mỹ á, cái câu lạc bộ đấy thì người ta đã đăng lên một cái bài viết nói về so sánh về cái sản phẩm của mình nhá, sản phẩm của mình so sánh với lại cái sản phẩm của Tesla và xem là cái nào nó ưu việt hơn. Thì người ta có một cái lời khen ngợi là cái của mình là một trong những cái tốt nhất họ từng thấy. Tức là gì? Tức là họ đang cho chúng ta nói, cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang tạo ra một cái sản phẩm rất là tốt, và nó phù hợp, cũng như là phù hợp về giá cả này, giá thành này, phù hợp về cái đó là giúp cho người ta sử dụng cái tính năng, nhiều tính năng hơn ở trên cái tay vịn đó. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mình hoàn toàn mình có thể bán ra thị trường, hoàn toàn có thể bán ra thị trường và cung cấp cho cái thị trường. Kể cả sau này mình có thể làm rất nhiều cái sản phẩm tương tự để làm sao phục vụ cho những cái hãng xe cũng như là những cái dòng xe Tesla mà cái thiết bị ở bên trong nó chưa đầy đủ cho lắm và chưa được hoàn thiện cho lắm. Thì mình là những người có thể tạo ra sản phẩm đấy. Bởi vì nguyên về cái góc độ là các kỹ sư ở tập đoàn chúng ta đang có hơn 800 kỹ sư, hơn 800 kỹ sư, các nhà thiết kế trẻ, các nhà thiết kế, và quy tụ tất cả những người thiết kế mà gọi là rất là giỏi về để làm sao cùng hợp tác phát triển doanh nghiệp của mình. Thế thì đồng nghĩa việc là gì? Là chúng ta đang có cái đội ngũ kỹ sư rất tuyệt vời, và chính vì thế chúng ta hoàn toàn sẵn sàng có thể cung cấp cho bất kỳ một cái thương hiệu nào những cái sản phẩm mà chúng ta có thể tạo ra. Ví dụ như vừa rồi Công có sang bên đó, sang bên tổng công ty. Ở trong nhà máy á, thì Công thấy một điều là, tức là người ta đang sản xuất một cái đầu xe, một cái đầu xe ca nha, một cái đầu xe. Và cái đầu xe đấy thì khi Công hỏi về các kỹ sư thì các kỹ sư có trả lời là đây là cái đầu xe không phải dành cho chúng ta, mà chúng ta đang làm, đang hợp tác và đang làm cho cái đối tác của chúng ta là cái hãng xe ô tô nổi tiếng của Belarus đó, và chúng ta đang hợp tác và đang làm cho họ cái đầu xe đó. Tức là chúng ta đang thiết kế tạo ra một cái đầu xe như thế để làm sao nó vừa đẹp, vừa thẩm mỹ, vừa hoàn thiện, vừa đầy đủ những cái tính năng. Đấy, thì chính thức là chúng ta đang hợp tác như thế. Thế thì chúng ta thấy được là, và họ có nói một câu nữa, các kỹ sư có nói một câu là đây là những cái mà chúng tôi có thể là làm thêm để giúp chúng ta gia tăng thêm cái lợi nhuận của công ty đó. Tức là chúng ta, cái nguồn nhân lực của chúng ta rất là đông, là nguồn nhân lực chúng ta rất là đông, và nguồn nhân lực của mình sẵn sàng để mình làm tất cả những cái sản phẩm cục phục vụ cho những cái doanh nghiệp mà họ cần thiết đến những cái sản phẩm đó. Mình là hoàn toàn có thể cung cấp cái điều này đó. Cái gì đây? Nói rông, nói gà cũng quay về gì đây? Cũng quay về như vậy là gì đây? Không hiểu câu của Ngô Thiên luôn. Ngô Thiên giải thích lại cái câu nói ngô, nói gà gì đây. Ôi sao vậy? Câu nói không hiểu. Chắc là tí nữa phải hỏi lại kỹ, nhắn lại kỹ xem là câu nói lấy ý gì mà. Đâu ạ? Đấy, thì anh em chúng ta thấy được là cái quy mô của tổng công ty Uniski Trinh Technology á, nó đang từng bước cho cả thế giới nhìn thấy cái tiềm năng khổng lồ, cái tiềm lực và cái sức mạnh của công ty. Và vừa rồi thì chúng ta thấy được rồi, đúng không ạ?
tổ chức Liên Hợp Quốc người ta còn có những cái bức thư gửi lời cảm ơn đến ngài chủ tịch. Đó, tức là Liên Hợp Quốc, và chúng ta biết là cái tổ chức Liên Hợp Quốc là tổ chức gì rồi đúng không? Và gì ạ? Và vừa rồi Liên Hợp Quốc có gửi một cái bức thư ngỏ, tức là bức thư cảm ơn, bức thư cảm ơn đến ngài Udesky, nói về những cái hành động, nói về những cái việc làm, nói về những cái mà ngài đang phát triển và đang cống hiến cho hành tinh này. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy là nó đang tạo ra những cái sức mạnh thực sự khủng khiếp. Và trong thời gian tới thì chúng ta còn nhìn thấy rất nhiều cái thông tin kinh khủng hơn nữa mà ở trực tiếp là bên UAE người ta công bố nha, công bố về công ty của mình đó. Cho nên anh em nào mà chưa cập nhật được thông tin này thì chúng ta hãy cố gắng nha, hãy cố gắng dùng cái não của mình để dành thời gian nghiêm túc lên các hệ thống internet để tìm hiểu thông tin, đúng không ạ? Nó không mất quá nhiều thời gian nhưng nó sẽ giúp chúng ta có được cái thông tin cụ thể hơn về tổng công ty đó. Và chính vì thế thì Công rất muốn là anh chị em hãy thực sự nghiêm túc với thông tin này. Trong thời gian tới trong thời gian tới nha, kể cả bên chính phủ Nga, kể cả bên chính phủ Nga, người ta sẽ có những cái động thái rõ ràng về cái góc độ hợp tác với tổng công ty. Và vừa rồi thì khi đoàn Việt Nam sang ấy, trong cái thời điểm là đang chiến tranh giữa Nga với lại là Ukraine mà, và khi mà đoàn Công sang ấy thì nó gặp những cái sự cố về cái vé máy bay không đặt được, và có anh em đi bằng xe ô tô ấy thì mới thấy được là cái quá trình đi bằng ô tô ở dưới là cực kỳ khó. Bình thường là không ai có thể đi được hết. Nhưng mà ngày hôm đó thì tổng công ty đã lo được cái điều đó, tức là cái sức ảnh hưởng của UST nó rất là kinh khủng đối với chính phủ các quốc gia ở Nga, ở Belarus và cũng như ở một số các quốc gia khu vực đó. Và chính vì vậy thì nếu như anh chị em nào mà chúng ta dành những thời gian nghiêm túc thì mình thấy được kinh khủng lắm. Và vừa rồi thì cách đây khoảng 2 tuần đúng không ạ? Cách đây khoảng 2 tuần anh chị em có thể thấy được là một cái thông tin là từ trong chính phủ Nga người ta đưa luôn, chứ không phải là ở cái câu chuyện là người dân bình thường nha. Thông tin từ nguồn chính phủ đưa. Họ có đăng tải cái công viên công nghệ. Họ đăng tải công viên công nghệ Ecotechnopark của chúng ta lên cái trang của chính phủ luôn. Tức là họ đang có những cái động thái rất là nghiêm túc về cái quá trình mà hỗ trợ phát triển cũng như là thúc đẩy phát triển những cái sản phẩm năng lượng xanh của tập đoàn UST. Và đây là những cái điều mà chúng ta thấy được là cái quy mô, cái sức ảnh hưởng trong thời gian tới đối với các chính phủ nó rất là kinh khủng. Đó, quan trọng là chúng ta phải hiểu được điều này. Và chúng ta phải hiểu được, chúng ta chỉ nghe đâu đó thông tin phong phanh hay là anh em chỉ nói không thì người ta sẽ nói là ôi dùm lại mấy cái thông tin để lùa gà. Và Công rất dị ứng những cái câu nói đó của rất nhiều người thiếu ý thức và vô văn hóa thực sự. Bởi vì những cái người mà thốt ra những cái lời đó là những người mà Công nghĩ rằng thậm chí bản thân họ là những người đang đi lùa cái gì đó thì họ mới thốt ra câu đó. Bởi vì gì ạ? Bởi vì chúng ta nói ra cái gì là bản thân chúng ta sẽ là như thế mà. Đó, cho nên rất là mong muốn anh chị em chúng ta là những người có kiến thức, những người thông minh, những người thực sự đủ thông minh và đủ hiểu biết ở trong cái thời buổi phát triển bùng nổ, phát triển mạnh mẽ về thông tin. Đó, thì chúng ta hãy là những người thông minh nhất để tìm hiểu thông tin và dành thời gian nghiêm túc để mình có thể tham khảo những thông tin chính thống nhất. Có rất nhiều anh chị em thì nói rằng đó, rất là nói rằng gì ạ? Là cái câu chuyện là chỉ là cái câu chuyện thôi, đúng không ạ? Nói chỉ là nói thôi. Còn cái thực tế, thì bây giờ chúng ta phải nhìn vào thực tế chứ. Bây giờ nhiều người chỉ nhìn vào cái câu nói xong rồi đi phán xét người khác thì làm sao mà chuẩn được, đúng không anh chị? Và chúng ta cần phải hiểu được điều này. Còn nếu không hiểu được thì chúng ta rất khó để chúng ta có thể là đưa ra cho bản thân mình những cái quyết định được. Bởi vì là song song với việc là ủng hộ công nghệ này, song song với việc là mình tìm hiểu thông tin về cái công ty này, công nghệ này ấy, thì mình đang có những cái cơ hội tuyệt vời để mình hợp tác với người ta mà. Có đúng không ạ? Và nếu như mình có những cái cơ hội tuyệt vời để mình có thể là nâng tầm cái giá trị của bản thân mình cũng như là nâng tầm cái tài sản của mình thì tội gì mình không tìm hiểu. Có đúng không anh chị? Và chúng ta cần phải dành thời gian nghiêm túc tìm hiểu. Bởi vì biết đâu đó đây là những cái cơ hội có thể giúp cho mình thay đổi cuộc đời thực sự. Giống như là cách đây khoảng chục năm, nếu như chúng ta tin vào cái điều gì đó của Bitcoin, đúng không ạ?
nếu như chúng ta tin vào cái điều gì đó của cái tiền số, đó là của tiền số, của tiền kỹ thuật số đó, tiền hay còn gọi là hai bà con không hiểu biết, và những cái tờ báo lá cải và những cái tờ báo thiếu hiểu biết về tiền số ngày xưa nói là tiền ảo đó, phản ánh là tiền ảo đó. Đó, tiền ảo là lừa đảo đấy, đúng không? Ngày xưa thì rất nhiều báo chí truyền thông cũng như là những cái người không hiểu biết gì về tiền số và suốt ngày vẫn lên truyền thông nói dạy đời, dạy người và dạy cả nhân dân rằng tiền ảo là lừa đảo, là đa cấp, là các kiểu gì đó, mình tóm lại là cái gì cũng thấy lừa đảo hết á. Là người Việt Nam mình rất là buồn cười nhá. Cứ cái gì mới ra là hay phán đó là lừa đảo, thế mới buồn cười chứ đấy. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với Công quan điểm này, comment số 1 giúp Công nào. Cứ cái gì mới ra đời là Việt Nam mình cứ coi lừa đảo đó là lừa đảo trước đã, chưa biết nó là đúng hay sai, nhưng mà tóm lại là quy cho nó lừa đảo đó, đúng không? Ngày xưa thì gì ạ, internet ra đời cũng bảo lừa đảo, đến khi bảo hiểm ra đời cũng bảo lừa đảo, và vừa rồi còn cái ông nào, ông đần không điếc nào ấy, chửi là bảo hiểm, tất cả những cái công ty bảo hiểm đều là lừa đảo hết, trời ơi, đúng không? Thế thì bây giờ đừng mua bảo hiểm nữa là được, đúng không? Và con cái mình đi, chẳng hạn như là con cái mình hoặc là bản thân mình đi mà gặp những rủi ro về sức khỏe chẳng hạn, đó, mình đi viện mình tự chi trả thôi, đúng không? Đó, và rất nhiều người thì hay nói cái câu chuyện đó, tức là gì? Tức là cứ cái gì mới, cái gì mà chưa rõ ràng là quy vào lừa đảo. Tài thật, Việt Nam mình tài thật. Và Công thấy thực sự đáng buồn cho đất nước của chúng ta, đáng buồn cho những cái thế hệ trẻ, thậm chí ngày hôm nay những cái thế hệ trẻ nha, những cái thế hệ cực kỳ trẻ mà vẫn còn cái tư duy đấy thì thực sự là đáng buồn. Nào, bao nhiêu anh chị em đồng ý với quan điểm này của Công, comment số 1 đi ạ. Anh chị em comment đi, anh chị em đang tương tác, đang xem, comment giúp Công nào. Comment và đẩy view giúp Công nào, sao có 30 anh chị em xem thôi. Có đúng không chị? Đó, internet ra đời cũng nói là lừa đảo. Mạng xã hội cũng nói là lừa đảo. Vân vân, nhiều vấn đề lắm, trời ơi. Thực sự là đáng buồn. Chúng ta cần phải đứng ở nhiều khía cạnh và nhiều góc nhìn. Đứng ở nhiều khía cạnh và nhiều góc nhìn cũng như là cái hệ quy chiếu của chúng ta nó phải làm sao nó phải đủ, đúng không ạ? Còn nếu như mình chỉ nhìn ở một góc của bản thân mình thôi thì mình dĩ nhiên là mình sẽ thấy đó là lừa đảo. Có đúng anh chị? Dĩ nhiên là đơn giản là bây giờ mình nhìn thấy là đấy, ngân hàng bây giờ còn gì ạ? Ngân hàng vừa rồi đấy, cái vụ bê bối ấy, đúng không? SCB đó. Đó. Nhân viên, tất cả các nhân viên ngân hàng SCB đều tư vấn cho những người đến gửi tiền vào ngân hàng đó đi mua trái phiếu mà lại không tư vấn, không nói rõ trái phiếu đó là cái gì và trái phiếu đó ở đâu. Chỉ tư vấn là gì? Là trái phiếu đó, đầu tư vào trái phiếu đó lợi nhuận cao hơn là gửi ngân hàng thôi. Mà trong khi đó ngân hàng lại gì ạ? Ngân hàng cũng gửi mà nếu như ngân hàng mà được nhiều người tiền gửi thì mới là tốt chứ. Tại sao những nhân viên ngân hàng lại đi tư vấn ngược lại như thế? Đúng không ạ? Rất nguy hiểm. Đó, cho nên là những cái gì mà chúng ta nhìn đến thật nhất thì nó lại mới là những cái tạo ra cái nguy hiểm nhất. Còn những cái mà chúng ta nhìn thấy nó nguy hiểm, chưa chắc nó đang nguy hiểm. Có đúng không chị? Những cái mình cứ nghĩ là nó là lừa đảo nhưng mà nó lại không phải là lừa đảo. Chẳng hạn như là Bitcoin, cách đây chục năm ai cũng nói lừa đảo, cách đây 5-7 năm ai cũng nói là lừa đảo. Và đến ngày hôm nay, thậm chí ngày hôm nay vẫn có nhiều người nói là lừa đảo, là bong bóng, là đa cấp cái gì đó. Trời ơi, đúng không ạ? Trong khi đó thì Bitcoin cả thế giới người ta vẫn giao dịch. Thậm chí là gì ạ? Là có một quốc gia, đúng không? Có một quốc gia, tổng thống của người ta còn bỏ ra 170 mấy triệu đô để người ta mua Bitcoin. Đó. Và ngày nào cũng đang mua. Và vừa rồi ông tổng thống ấy có nói là mỗi ngày tôi sẽ mua một Bitcoin, mỗi ngày tôi sẽ mua vài Bitcoin. Đó. Đấy, thì mỗi một ngày người ta mua như thế thì đến một thời điểm là người ta tích rất nhiều Bitcoin. Và cái thời điểm Bitcoin nó trở lại cái giá bùng nổ của nó thì làm sao người ta là những người làm sao có tư duy. Còn ngày hôm nay nhiều người sẽ cười người ta, bảo ui giời ông này đầu tư như thế đó, thua lỗ đúng không, các kiểu. Đó. Và quay lại cái câu chuyện là cách đây khoảng 10 năm mà ai mua Bitcoin thì ngày hôm nay thắng lớn thực sự. Bởi vì ngày xưa 10 năm trước là năm bao nhiêu, năm 2012 thôi, thì giá Bitcoin nó chỉ có mấy chục đô thôi, đúng không ạ? Có mấy chục đô thôi anh chị ạ. À. Có mấy đô ấy, nhưng mà mấy chục đô, đúng không ạ? Bỏ ra 1.000 đô ngày xưa mua được 1.000 Bitcoin. 1.000 Bitcoin bây giờ bao nhiêu tiền? Một Bitcoin bây giờ đang là
dao động ngưỡng khoảng 16.000 đô. Đó, thế thì 1.000 Bitcoin là bao nhiêu tiền anh chị? Đó, cho nên là chúng ta phải hiểu được cái bản chất cuộc chơi trong cái thị trường, trong cái bối cảnh phát triển bùng nổ với cách mạng số, khi chúng ta còn tồn tại, đúng không ạ? Là mọi thứ đều có thể xảy ra thành sự thật nha. Khi chúng ta đã còn đang tồn tại nha, khi con người còn đang tồn tại thì những cái gì mà chúng ta nghĩ là không tưởng, những cái gì chúng ta nghĩ là không thành sự thật, rồi rồi dần dần nó sẽ trở thành sự thật hết, đúng không ạ? Kể cả câu chuyện là ngày hôm nay rất nhiều người chưa tin tưởng vào cái vận tải dây đấy. Nhiều người chưa nghĩ là vận tải dây nó sẽ là cái xu thế giao thông trong tương lai. Nhưng mà chúng ta cứ thử nhìn đi ạ. Khi ra đường mình mới thấy được là những cái vấn nạn như là tắc đường nè, như là ô nhiễm môi trường nhiều nè, như là tai nạn thông nhiều nè, thì ra đường mình nhìn thấy được sự đó, ra đường mình mới nhìn thấy được sự là nhiều cái vấn nạn, nhiều cái vấn đề giao thông thế. Thế thì bây giờ người đang tạo ra một cái sản phẩm có thể giải quyết cái bài toán về giao thông như thế, tội gì mà chúng ta không ủng hộ hỗ trợ, đúng không ạ? Mà tội gì chúng ta không tranh thủ cùng sao, cùng nắm bắt cơ hội để chúng ta cùng phát triển. Bởi vì chắc chắn trong tương lai, con người, khi con người có nhu cầu thì sản phẩm nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó. Sản phẩm nào đáp ứng được cái nhu cầu đó thì sản phẩm nó sẽ thắng. Đơn giản là như thế. Và ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy vận tải dây nó đang tạo ra một cái bước đột phá thực sự mới trong lĩnh vực giao thông vận tải. Và công tin chắc một điều là trong thời gian tới vận tải dây nó sẽ bao phủ thị trường toàn cầu. Và chắc chắn một điều là gì? Là các quốc gia người ta sẽ không bao giờ từ chối một cái sản phẩm mà giúp cho đất nước của họ thay đổi về cái hệ thống giao thông, giúp cho đất nước của họ, giúp cho người dân của họ đi lại an toàn hơn. Không có một cái quốc gia nào họ từ chối như thế cả. Và đây là những cái mà chúng ta nhìn thấy trong tương lai. Và chúng ta cần phải có những cái tầm nhìn của tỷ phú, đúng không ạ? Cần phải có những cái tầm nhìn của tỷ phú thực sự. Tầm nhìn của những vĩ nhân, tầm nhìn của những nhà khoa học là hàng vài chục năm đến hàng trăm năm. Thế thì bản thân mình cũng phải có cái tầm nhìn hàng vài chục năm đến hàng trăm năm giống như họ. Bằng cách là gì? Mình không tạo ra được sản phẩm giống như họ thì mình hay bắt tay, đúng không ạ? Không thể tạo ra sản phẩm giống như họ, không thể tạo ra một công ty giống như họ thì mình hoàn toàn có thể bắt tay với họ mà. Đó là cái tầm nhìn rồi. Mình có tầm nhìn là mình mới bắt tay được. Đó. Chào tỷ phú công. Chưa thành tỷ phú đâu, làm sao thành tỷ phú được? Tỷ phú thời gian thôi. Tỷ phú thời gian thì nhận luôn. Bây giờ mà bảo tỷ phú thời gian thì ok luôn. Bởi vì là suốt ngày đi chơi thôi, chả làm gì được, dạo này đang thất nghiệp. Đây, giờ đang thất nghiệp. Đi châu Âu mất tháng. Đi châu một tháng về xong lại cứ đi hết Hà Nội, Lạng Sơn, rồi lại Thanh Hóa, rồi lại Hà Nội, Lạng Sơn. Đấy, chả con đi làm cái gì, trời ơi, thất nghiệp thật. Đây đâu là tỷ phú thời gian á. bao nhiêu anh em đang là những người ủng hộ cho vận tải dây common lên số 2 xem nào, để biết nào. Nào, bao nhiêu anh em là những người đang ủng hộ vận tải dây common số 2 để không biết nào. Đang có hơn 40 anh chị em đang theo dõi. Thì anh chị em hãy comment đi ạ. Anh chị em comment, anh chị em hãy comment chúc công nào. Ai là người đang ủng hộ vận tải dây, hãy comment số 2 giúp công được không ạ? Công đang lên đến gần Bắc Giang rồi. Chắc là khoảng tầm 20 phút, 15-20 phút nữa là công đến Bixi Bắc Giang. Và chắc là sẽ ngồi cà phê ở đó. Cho nên là anh em nào ở Bắc Giang thì anh em cà phê nha. Anh em giao lưu nha. Bao nhiêu anh em đang ủng hộ vận tải dây common số 2 nào? Đâu hết rồi, sao bao nhiêu anh chị em, sao xem nhiều như thế mà ít người comment vậy? Comment và đẩy view đi chứ anh chị em ơi. Chia sẻ và thả tim nào. Không ai thả tim, trời nói khô hết cả họng. Bằng lâu trái ai thả tim giúp công. Buồn thật. Xem phải tương tác, phải thả tim các thứ chứ. Đây. Nói khô hết họng này. Phải uống tí nước này. Mà hết nước luôn này. Không hơi lạnh đấy. Hả? Lạnh hả? Thế nên em phải quay điều hòa đây chứ. Anh em thả tim đi chứ. Thả tim mạnh như nào. Comment thả tim và comment thả tim và comment thả tim comment như thế. Nó mới anh em mới biết chứ, trời chứ không thấy ai comment gì cả.
Đấy, phải comment nhiều như thế, thả tim nhiều vào. Trời ơi, chả thả tim gì. Like không kìa, tim nào. Nhiều tim thì mới nhiều người biết đến cái buổi livestream này thì mới để view được. Dạy suốt rồi, dạy về công thức livestream rồi. Là một người livestream là cả làng phải vào, phải thả tim, phải comment, phải thả tim comment, bất kỳ cái gì cũng được. Đặt ra câu hỏi gì để nói, để công nói đi. Anh em chả nói gì, không biết nói gì nhiều bây giờ, nhiều thông tin quá. Càng đi chơi nhiều càng có tiền hả? Đi chơi tiêu tiền chứ đi chơi gì nhiều có tiền. Đi chơi thì đi chơi tốn tiền đấy chứ. Đi chơi tốn tiền lắm. Một tháng đi Belarus mấy trăm triệu. Tính ra chi phí một tháng đi Belarus hết 200 mấy 300, mười mấy nghìn đô rồi cả nhà. Đấy, tiêu nhiều chứ. Mấy tháng này chủ yếu toàn tiêu à, có thấy làm được gì đâu. Anh em đặt câu hỏi gì đi nhỉ? Đi đâu thế? Ồ, em đang đi về Lạng Sơn chị ơi. Tối em về nhà chị ạ. Em đang về Lạng Sơn, đang về về Bắc Giang. Giao lưu với mấy anh em Bắc Giang một lúc, sau đó thì đầu giờ chiều về Lạng Sơn. Về ăn cỗ. Đấy, không anh em nào đặt câu hỏi, mình chả biết chia sẻ gì nhiều, nhiều thông tin, nhiều phần quá chả muốn, chả biết nói cái gì nữa. Anh em đặt cái vấn đề gì đi nào, anh em đặt cái gì, đặt cái câu hỏi gì để anh em muốn nghe cái gì để công chia sẻ nào. Không thấy anh em hỏi cái gì. Trời, chắc là anh em biết hết thông tin rồi. Pháp lý của công ty á. Ôi giời ơi. Trên pháp lý thì có gì đâu. Pháp lý thì bất kỳ một doanh nghiệp nào á muốn kể cả một cái quán bán trà đá nó cũng phải xin giấy phép kinh doanh, chứ đừng nói là một công ty, một tập đoàn. Có đúng anh chị? Nói về pháp lý thì nó rất là rõ ràng. Như này, đơn giản là như này này. Là gì? Là chúng ta thấy được cái thực tế ra sao. Còn về pháp lý, đây là một tập đoàn, người ta đang phát triển sản phẩm để làm sao để hợp tác với chính phủ các quốc gia. Thì riêng về góc độ pháp lý nó càng phải chuẩn chỉnh hơn, đúng không? Đấy, đơn giản là mình hiểu như thế thôi. Ví dụ là bây giờ mình muốn bán một cái cửa hàng tạp hóa thôi, mình cũng cần phải xin giấy phép kinh doanh cơ mà. Thế về một cái quy mô cái tập đoàn khổng lồ như thế, người ta làm việc với chính phủ, làm việc với nhà nước như thế mà người ta không có cái giấy phép hay không có pháp lý gì thì làm sao mà nó hoạt động được? Hoạt động được mấy giờ, mấy phút, mấy ngày, đúng không? Đấy, đơn giản là anh em mình phân tích ngược lại là như thế thôi, chứ còn nhiều người cứ bảo là pháp lý thế này thế kia. Thế tóm lại với đơn giản vừa rồi đấy, chúng ta thấy bao nhiêu cái vụ ở Việt Nam đấy, bao nhiêu công ty Việt Nam đấy, đúng không? Đấy, to đùng, đúng không? To đùng đấy, pháp lý đầy đủ đấy, to đùng đùng luôn đấy. Bao nhiêu là cái đằng sau, đúng không? Bao nhiêu cái đằng sau đã chống cho mình. Nhưng mà đến khi làm sao, đến khi rồi cuối cùng thì cũng phải làm sao, cũng phải đứng trước vạch móng ngựa hết, có đúng không ạ? Đó, cái quan trọng là con người ta làm, chứ còn pháp lý thì ở đây thì nó đơn giản lắm. Chúng ta hiểu đơn giản là gì, là quan trọng là người ta làm thật hay không. Quan trọng là chúng ta đang nhìn thấy thực tế hay không. Đó, quan trọng là cái sản phẩm đấy nó có phù hợp với cái xu thế phát triển xã hội hay không. Là ok. Còn pháp lý thì nó quá rõ ràng và đầy đủ rồi. Kiểm toán quốc tế BDO người ta vào cuộc, người ta kiểm toán cho tổng công ty của mình. Có gì đâu mà còn băn khoăn về pháp lý. Nếu như là không có đầy đủ ấy, thì BDO người ta kiểm toán không. Mà tổ chức, chúng ta biết là cái tổ chức kiểm toán quốc tế BDO ấy, là một trong những tổ chức cực kỳ uy tín của thế giới. Có trụ sở tại Việt Nam đó. Và mình thấy được là đấy là những cái nó chứng minh cho chúng ta nhìn thấy là cái pháp lý nó rất là rõ ràng và minh bạch. Và hơn nữa, cái nguồn tiền của công ty ấy, nó sử dụng nó rất là minh bạch, đúng không ạ? Kiểm toán quốc tế vào cuộc thì rõ ràng nó phải minh bạch rồi. Không minh bạch làm sao mà nó hoạt động được.
cái gì về tập đoàn cũng muốn nghe hả? Ôi giời. Ôi trời ơi. Chia sẻ thêm thông tin đi nào. Thông tin thì công nghệ, thông tin về công nghệ thì trong trang của công ty ost.inc đều có hết này. Thông tin hàng ngày ở trong đó cũng có hết này. Ở trong trang unisky.com có hết này. Trong trang unisky uskychanpot.com cũng có hết này. Đó, tức là tất cả thông tin đấy đều có hết rồi. Thì bây giờ chúng ta cố gắng cập nhật thông tin trên đấy thôi. Chứ còn bây giờ mà nói thông tin trên này thì nó nhiều lắm. Có nhiều thông tin lắm. Ví dụ như là chính phủ vừa rồi có một chính phủ người ta công bố là xây dựng công nghệ của mình đó ở Nam Mỹ đó. Thì đó có thể là sẽ là phát súng đầu tiên của mình tại Nam Mỹ. Đó, phát súng đầu tiên của mình tại Nam Mỹ. Và ở ngày xưa thì có cái hợp đồng của bên chính phủ cái gì chứ? Tự nhiên quên mất rồi. Đó, tức là có mấy hợp đồng rồi đó. Chúng ta đã có mấy hợp đồng rồi. Thì đấy là những thông tin rất là tuyệt vời giúp chúng ta thấy được là rất nhiều chính phủ, đúng không? Rất nhiều chính phủ người ta đang hợp tác với mình rồi. Muốn gì thì nói, muốn không không cần phải nói nhiều nữa. Chúng ta cũng thấy được là nó rất là cụ thể rõ ràng rồi. Công có gọi điện cả đây nha cả nhà nhé. Alo. Hello. Em ra khỏi nhà chưa? Em ra khỏi nhà chưa? Anh không nghe được gì luôn. Ra khỏi nhà chưa? Ui giời. Đang ở nhà hả? Em đang nấu ăn. Vâng. Ôi trời. Chưa ăn ăn chưa hả? Vâng, em muốn chờ con gái thì em đi học nó chưa về. À thế à? Vâng. Ờ. Thế lát có ra cà phê được không? Em chưa dám hứa bởi vì xe máy lâu nay em có dám đi ra thành phố đâu. Em bệnh tim đi lại xe máy lâu nay em không dám đi. Đi ô tô. À, thế tí nữa ra thì tí nữa ra là được, nó xong về tí nữa ra là được, tại vì anh ngồi khá lâu mà anh có một bạn ở trên này nữa đấy, ở gần khu em luôn á. Sao á? Đây là gì? Trường anh Trường, xin anh Trường. Trường nghe quen đúng không? Có khi là quen luôn á, tí nữa ra kiểu gì cũng thấy quen. Đấy, bệnh tim đúng không? Bệnh tim hôm ra đây anh mách cho cái này uống này, hỗ trợ tim tốt này. Đủ duyên thì anh em mình gặp nhau, nếu mà không ấy thì chị xã chứ cũng không biết đi khám. Xong. Bây giờ đang đủ duyên á. Dạ. À, bây giờ đang đủ duyên á. Đang đủ duyên nói chuyện anh ạ. Về đang đủ duyên luôn. Đang đủ duyên nói chuyện. Anh đến anh đổi cái nhóm của em, cái bạn bè nó có xe nên là nó chở chứ còn chứ còn mình em đi đâu bây giờ đâu. Thế hả? Vâng. Thế tốt quá. Em toàn đi có người chở. Ừ. Trong nhóm ấy, nhưng mà nó thấy đi làm hết, thấy đi có một đứa em nó vừa nãy sáng cũng thấy nó vô là đi cà phê, nhưng mà sau một lúc xong thấy nó gọi lại, nó kêu em tăng lượng lại cái tóc. Thế là đã xong.
xong em gọi bạn đấy xem là xong chưa. Vâng, ok anh nhá. Ừ nhá. Anh đến à. Anh đến Đình Chám rồi á. Vâng, ok. Ừ, ok. Tôi ngồi đâu đi xong tí nữa nếu mà em gọi nó mà qua được thì em qua nhá. Ừ, ok. Rồi, bye bye. Đang có mấy cuộc gọi cả nhà. Sếp đi đến đâu rồi sếp ơi? À sếp đến Đình Chám rồi. Sếp đến Đình Chám à? Cà phê Mộc anh nhá. Cà phê Mộc, anh đâu biết là cà phê Mộc ở đâu đâu. Em gửi định về cho chị Nơi đấy, ở trên quảng trường ấy, chỗ Trung Mừng Thành ấy. À đấy à? Gửi định vị cho anh qua đây nhá. Rồi ok. Ok. Nha. Ở chỗ Trung Mừng Thành ấy, chỗ anh đi đến chỗ vào cái đường chính như là anh nhìn thấy cái tòa nhà cao nhất này là trước anh Mường Thanh nhé. Anh không biết Mường Thanh chỗ nào đâu, chưa vào Mường Thanh Bắc Giang bao giờ luôn. Rồi em gửi định vị luôn nhé. Ok. Đi anh chị à, có ai đi cùng cho vui không? Có. Ờ, đấy tốt đấy. Đây, có anh với chị. Ok nhá. Ok, rồi. Anh em là Bắc Giang cà phê nào. Bắc Giang đâu rồi, cà phê anh em ơi. Đến Bắc Giang rồi đây. Hello Chuyên. Ui chà. Mẹ cái xe kia nó đi xong nó đến đây nó mới lách. Anh em là Bắc Giang cà phê nào. Rồi bye bye anh em nhá, đến thành phố Bắc Giang rồi. Tạm biệt anh em nhá. Anh em nói chuyện sau nha. Bye bye. Chúc anh em buổi trưa tốt lành.